Hi, xin chào cả nhà và đến với kênh chia sẻ kỹ thuật. Hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn một loại cây này thì hẳn thì các bạn ở vùng miền Tây Nam Bộ thì hẳn biết cái cây này, đó là cây giác ha. Đây đặc điểm nha của cây giác đây, trái của nó đây và lá cái thân của nó đây. Nay tôi đi thì tôi cũng nhổ được một bộ vậy, tôi qua tôi giới thiệu cho cả nhà. Thì cái cây giác này thì nó mọc rất là nhiều, mọc hoang vu và được dùng là để nấu canh chua ha. Trái của nó là trái màu xanh này, nó như trái nho nha các bạn. Đó, dùng để nấu canh chua. Cái vị chua của nó là chua ngọt mặn mặn mà ngọt tự nhiên chứ không giống như me của mình nha. Đó, ở đây người miền Tây người ta hay dùng cái cây này, người ta thường nấu với cá, với ếch, với tôm cua đó, ta thường dùng cái trái giác này ta nấu. Và khi trái này, cái trái khi nào người ta để những cái trái này nó càng ngày càng già thì người ta sẽ sử dụng trái, người ta những trái già thì người ta dùng để nấu canh. Người ta lắc những cái trái, người ta rửa sạch nấu canh chua. Và các bạn hái những các bạn thấy những cái trái giác này không ạ? Người ta sẽ ướp một lớp trái này, một lớp trái đen đen này với một lớp đường để người ta làm rượu giác ha. Một lớp trái giác này, một lớp đường nữa là người ta ủ. Ta ủ trong vòng 30 ngày sẽ có một hũ rượu giác ngon nha. Đó là đặc sản của miền Tây Nam Bộ nha. Rất là giống trái nho nha các bạn. Và công dụng trị bệnh của trái giác này á, thì theo bên đông y của á, thì rễ của dây giác, những cái rễ này nha, cái rễ của dây giác này á, nó có tính mát, có tác dụng là thanh nhiệt giải độc, làm săn da, bộ phận dùng là rễ và thân lá nha. Cái cây này thì nó cũng có một hàm lượng độc nhỏ nhỏ nhỏ, cho nên nếu mình ủ dùng đúng liều lượng thì nó sẽ rất là một vị thuốc nha. Lá và quả dây giác được nấu để lấy nước tắm trị rôm sảy, trị ngứa ở trẻ em nè. Nhưng trời nóng phát ban, trẻ nổi mụn nhọt đầy người ngứa thì mình có thể dùng trái rồi lá rồi cành của cây này để mình nấu lên mình tắm cho trẻ nha. Còn cái rễ của dây giác này giả với cái hột tiêu mình ăn hàng ngày, tiêu sọ, các bạn đắp vào mụn nhọt nha cũng hết nha. Và rễ tươi thì giả chung với nước lọc thì trị uống để trị bạch đới nha. Và khi mà người mình bị nhiệt, bị sốt thì các bạn là lấy cái lá này các bạn giã nát và các bạn uống để hạ nhiệt cũng như là hạ sốt ha. Và đặc biệt thân lá của cây này trị được, người ta họ giã nát ra. Giã nát ra để người ta trị gãy lỡ này, bị thương này, gãy xương, người ta cũng dùng cái này để người ta bó ha. Thì rất là tiện lợi. Thì có nhiều người bảo là cái cây giác này thì có nhiều người người ta họ kêu là trái giác này thì độc, không sử dụng được. Nhưng mà trái giác này thì nếu như mình biết cách sử dụng thì mình pha, mình có thể là mình pha chế thêm một số loại nữa. Những cái tác dụng khác của trái giác này thì các bạn cũng biết rồi, thì nó cái tính của nó thì chua chua, cho nên nó cũng làm cho cơ thể của mình ăn vào thì các bạn thấy các cái món ăn thì nó mình ăn vào thì nó còn để lại cho mình bị gan đồ này kia nha. Nhưng mà đối với cây này thì không có nha, các bạn ăn thì các bạn ăn nó với lượng vừa phải thì có.
và ngâm rượu uống cái này thì các bạn trị đau lưng nhức mỏi nó không hiểu, với một bữa chỗ ăn thì các bạn uống một ly nhỏ, khoảng một ly con rượu giác mình ngâm bằng cái trái chín như vậy nè, thì các bạn có thể uống trước lúc ăn. Các bạn cũng có thể là tìm thêm cái công dụng của nó thì các bạn tìm. Dây này thì mọc dại rất là nhiều ha, mọc liên mọc ở các cái bờ rào rồi đó, bờ rào thì rất là nhiều. Và dây giác có vị chua thì được ăn tim là mát phổi này. Và sử dụng là các bạn sử dụng từ dây giác 6 gram này, chỗ đực 6 gram, cam thảo dây 6 gram, các bạn sắc các bạn uống thì nó trị, nó có mát tim. Hy vọng là mình chia sẻ cái này là bổ ích cho cả nhà ha. Chúc cả nhà có một buổi chiều vui vẻ bên cái thuốc ha.